Seongsan Uchibon nằm ở phía đông đảo Jeju, cách khu trung tâm khoảng 50 cây số. Nơi đây được mệnh danh là nơi đẹp nhất đảo Jeju và cũng là nơi đón những tia nắng mặt trời đầu tiên trên đảo. Cũng bởi vì chỗ này quá nổi tiếng nên mình sẽ dành cả ngày hôm nay để đến tham quan nơi này. Điều gì sẽ chờ đón mình ở Seongsan Uchibon? Mọi người cùng đi với mình nha. À, buổi tối mình về lại trung tâm có đi một khu chợ đông vui và bán nhiều đồ ăn ngon lắm. Mọi người nhớ xem đến cuối video nha. Bây giờ mình đang ở trạm xe bus mọi người. Thì bữa nay vẫn sẽ đi bằng xe bus nha. Nó hơi xa một chút xíu nhưng mà mình dành chọn ngày hôm nay để đi một cái chỗ đó thôi. Bữa nay xu rồi mọi người. Trời đang rất là mưa luôn. Kiểu như là mình đi chỗ nào nó cũng phải mưa ít nhất một ngày mới được á. Mong là tới chỗ đó trời sẽ bớt mưa, hoặc là ngưng mưa luôn thì càng tốt. Nhưng mà được cái là chạm xe buýt như thế này rất là tiện. Thì hồi nãy mình đáp, thì hồi nãy mình dừng lại ở phía bên kia đường và muốn đi tới cái chỗ đó thì mình phải qua bên người hướng ngược lại để bắt xe bus 111 để đi. Bây giờ thì mình đang đợi xe bus nè. Ở tất cả các trạm xe thì nó đều có cái bảng thông báo như thế này. Nó thông báo là còn bao nhiêu phút nữa cái xe của mình, cái xe bus mình đi nó sẽ tới nè. Đây mấy phút nè, 8 phút, 19 phút, 25 phút. Tuyến 111 của mình thì còn tới 26 phút nữa mới tới. Thật ra trên Jeju thì cái phương tiện công cộng của nó cũng rất là dày đặc. Tuy nhiên là khoảng cách giữa các chuyến với nhau thì nó hơi dài chút xíu. Ví dụ như là mình thấy là nó dao động khoảng từ 15 tới 30 phút thì mới có một chuyến. Những cái chuyến ở trong thành phố đi gần gần á thì nó có nhanh hơn, 5 tới 10 phút thì có một chuyến, còn những cái chuyến xa xa thì có phải là từ nửa tiếng cho tới 45 phút mới có một chuyến. Bây giờ mình sẽ phải ngồi đợi 26 phút thì xe mới tới mọi người. Bữa nay mình đi chỗ đó rồi sẽ đi một cái quán cà phê ở ven biển ở ngay khu vực đó luôn. Mình thấy trên Google Maps cũng khá là đẹp nên là mình muốn review cái chỗ Seongsan Uchibon với lại quán cà phê đó cho mọi người. Có một sự cố nho nhỏ mọi người. Chiếc 111 nó chở mình vô sân bay luôn. Hình như là nó đã đổi cái tuyến đường rồi hay sao á, nên là chở vô sân bay rồi xong rồi kết thúc ở sân bay. Nên là cái chú tài xế cũng nhiệt tình, cứ chỉ mình xuống ở dưới ga đến mà đón chuyến 112 để tới Seongsan Uchibon nha. Xui rồi mọi người. Mưa quá mưa luôn à. Hôm nay là một ngày không có được may mắn cho lắm. Và mình đã tới được cái khu vực chỗ Seongsan Uchibon rồi. Để quay cho mọi người xem nó nằm ở đâu nha. Đây, phía sau kìa. Hơi gió nên chắc sẽ hơi ồn chút xíu nha, mọi người thông cảm. Đó là cái ngọn núi lửa, là nơi đón mặt trời mọc, đón những cái tia nắng mặt trời đầu tiên của đảo Jeju. Lịch trình hôm nay mình chỉ đi chỗ này thôi mà mưa như vậy là không thể nào đi được, đi lên đó được. Nhìn từ đây là rất là đẹp luôn á. Trời, đi lên chảnh chứ còn đẹp ác nữa. Gió quá sợ ồn. Đây, đẹp quá mọi người ơi. Đúng là chỗ này thật sự là một cái chỗ đáng để đi luôn á. Ở trên đó mình thấy vẫn có nhiều người, người ta mặc áo mưa đi lên. Để mình ngồi một chút xíu xem coi có bớt mưa không. Và cái quán cà phê này là cái nơi mà mình muốn ghé sau khi đi cái núi đó, cà phê The Line. Thì nó có cái view ra biển luôn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào thôi. Cà phê thì có rất khóc luôn hả? Đẹp á. Cà phê rất là đẹp mọi người. Cái view rất là đẹp luôn nha. Bây giờ mình đi order. Cái bánh này thì rất là ngon luôn. Hấp dẫn quá trời. Cái bánh nó bự và nó có cam. Đó là một quýt của Jeju ở trên. Ở đây thì là những loại bánh mì. Các bạn giá đây cũng khá là cao nhưng mà chắc là tại vì vị trí nó đẹp quá. Đây, trên này quá. Trên đây đẹp. Có view nè, xịn. Trời, cái view xịn quá, xịn luôn á. Đó là nơi đón mặt trời mọc đầu tiên của Jeju nha mọi người. Seongsan Uchibon.
Trời ơi, phải chi trời không có mưa thì mình sẽ bay một vòng trên đó. Wow. Thì ở đây là cái ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động rồi nha. Và ở trong đó cái thảm thực vật nó rất là dày. Thì theo mình tìm hiểu thì cái đường kính của cái núi lửa này là lên tới 600m. Và cái độ sâu của nó là 90m. Khá là sâu luôn á. Nên là nếu mà mình đi là mình phải đi bộ lên rất là cao mọi người. Có một cái đường đi thẳng lên trên tới miệng núi lửa luôn, để mình có thể nhìn xuống được phía dưới núi lửa. Xung quanh thì có rất là nhiều đá nham thạch hình thành khi mà núi lửa phun trào. Ở dưới đây là một cái đường biển, đường ven biển rất là lãng mạn luôn ha. Ở trên đây là khu vực rooftop của quán cà phê. Trời ơi trời, mình nắng một cái là ngồi trên đây là bao đẹp luôn á. Nhìn cái view là toàn cảnh cái biển luôn nè. Và ở bên kia là cái núi lửa. Dự báo thời tiết là mưa tới tối luôn á mọi người. Và mưa qua tới ngày mai luôn. Sao mà xui dữ thần vậy trời. Có vẻ là mình đã xếp lịch trình hơi lộn một chút xíu. Đáng lý là hôm qua mình sẽ nên di chuyển qua bên đây ngủ một đêm, rồi sáng hôm sau mình đi lên trên núi này chơi, tới chiều mình lại về lại trung tâm chơi chung. Như vậy thì nó hay. Sáng hôm nay thì lại không có mưa. Thật là xui quá. Đây là lần đầu tiên mình đi chơi chung nên chắc chắn là sẽ có những cái không dự trù được hết. Nhưng mà mình mong là qua cái video này các bạn sẽ có những cái thông tin hữu ích để mà có thể sắp xếp lịch trình một cách hiệu quả. Thì từ trung tâm chơi chung mình đi ra đây khoảng chừng 50 cây số lận. Nên nếu mà các bạn muốn tham quan cái núi này, một cái địa điểm đẹp nhất Jeju á, thì nên sắp xếp ở một đêm ở đây và buổi sáng sẽ lên trên núi để đón bình minh. Mình đã quay trở lại khu trung tâm và ở đây là chợ truyền thống Đông Moon. Mình sẽ đi kiếm cái gì đó ăn trước đã. Cái tiệm này rất là đông luôn, có vẻ là một tiệm nổi tiếng. Đói bụng lắm rồi, vào luôn nha mọi người. Nguyên đông, cái quán này rất là đông luôn nha. Để mình phải dịch ra này như thế nào. Tteokbokki 5.000 won, sude là như là lòng 5.000, kimbap 2.000, đồ chiên là 4.000 won, bánh bao là 3.000 won. Có cái phần kimbap, tteokbokki, sude là 6.000. Có phần thịt cảnh nữa nè. Chả cá nữa. Omui ga thao na hon deo. Nhìn chả cá là 1.000. Ăn tối mà mọi người ơi, bây giờ mình sẽ chấm chấm cái đồ chiên trước nha. Đồ chiên nha. Cái mình mới ăn là đồ chiên. Ăn vô trong lớp bún á, nó đàn hồi. Còn cái này là mực chiên nha mọi người. Dùng nó hơi nguội, nhưng mà nó vẫn còn đồ giòn. Còn mực ở trong nó tươi. Cái này là chả cá mọi người, chả có bị cay. Chả cá mềm dai. Tóc trên nó toàn siêu to khổng lồ vậy thôi. Ăn một cái thì nó ngán cái ốc luôn. Cái dồi ở đây thì nó không có thơm bằng cái dồi ở bên chỗ chợ Sawibo. Nó thiếu cái mùi gừng. Cái độ mặn này vừa phải. Ăn ngon nhưng mà vẫn thua cái chỗ mà bán xương giò ở bên Sawibo. Mình thích cái vị bên Sawibo hơn. Kimbap truyền thống. Trong đây nó có cà chua nè, rồi dưa leo. Một bát súp. Tổng thể là mình thấy quá là ngon. Từ đầu tiên cho tới giờ cho tới cái bút kỳ. Nhiều ngon. Ngoài các món ăn được bày bán rất là bắt mắt, thì trong này mình còn thấy có bán nhân sâm nè, bánh kẹo, mứt các loại mà mình có thể mua về làm quà cho gia đình, bạn bè. Mình phát hiện một quầy bán tôm nướng mà ở đó, các bạn nhân viên vừa nướng tôm, vừa nhảy theo nhạc của các nhóm nhạc nổi tiếng ở Hàn Quốc. Khách thì xếp nguyên hàng dài mua tôm luôn. Mấy bạn nhân viên cực kỳ dễ thương, đúng chuẩn boy Hàn Quốc cute luôn ấy. Khu ăn uống này cũng nằm khá là sâu trong chợ, nhiều đồ ăn hấp dẫn lắm. Ở ngoài trời mưa rất là lớn mà khách du lịch vẫn đổ về đây rất đông. Bạn nào mà có dịp đi Jeju thì ghé thử chợ này nha.
ở khu này thì mình không thấy bán hải sản nhiều, nên là bạn nào mà muốn ăn hải sản thì mình nghĩ là nên ăn bên Sewibo. Ở bên chợ Sewibo có rất là nhiều loại hải sản. Ở đây thì ít quá, ít tiệm bán lắm. Đây, cái quầy này bán hải sản là mọi người, và mình đã mua được một phần cá bơn. Đây cá bơn, cổ đang gói cho mình giá 15.000 won. Mình đã mua một phần cá bơn này, giá là khoảng 270 nha mọi người. Cá bơn tại nơi cá bơn rất là nổi tiếng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi về lại khách sạn thôi, trời mưa rớt lắm rồi và giờ cũng đã hơi no, cũng khá là no rồi mọi người. Về khách sạn nghỉ ngơi, sáng mai mình sẽ ra sân bay sớm để đi về Seoul. Video này thì mình kết thúc ở đây nha. Thì mình mong là các bạn sẽ có thông tin hữu ích về du lịch trên đảo Jeju. Bữa nay là mình rút ra được một cái bài học rất là lớn luôn, là khi mà đi du lịch trên đảo Jeju là mình phải sắp xếp lịch trình kỹ lưỡng hơn nữa để mà giảm bớt cái thời gian ngồi xe bus và không có bị thời tiết làm ảnh hưởng cái chuyến đi của mình. Rồi mình kết thúc video ở đây nha mọi người. Hẹn gặp mọi người vào sáng mai.